Thế là tình hình là như nào anh nói lại về sự việc đi anh. Thì cái từ hôm trong năm ấy, thì có một cái tài khoản là chuyển vào máy của cháu là 22 triệu. Vâng. Đấy, như họ gửi cho mình một cái số tài khoản là Vâng. để xin lại, nhưng mình bảo là làm thủ tục để xin lại về đây, nhưng mà người ta không về. Đấy, mà Ừ. đến hôm nay đến đây là 1 tháng rồi mà chưa thấy người ta đến, người ta lấy lại. À, Đấy. tức là người ta chuyển nhầm vào tài khoản của anh. Chuyển nhầm vào tài khoản. Theo như lời người ta nói là người ta chuyển nhầm vào tài khoản của anh. Đúng không? Có tin nhắn của ngân hàng gửi về cho anh không? Không có tin nhắn của ngân hàng. À, tức họ chỉ báo là họ chuyển nhầm vào tài khoản của anh, mất 22 triệu. 22 triệu. Và họ yêu cầu là anh chuyển lại cho người ta. Chuyển lại cho người ta. À rồi, thế thì là bằng hình thức là chuyển khoản và họ gửi cho anh số tài khoản ngân hàng đúng Gửi không? cho số tài khoản ngân hàng Ừ. để gửi cho họ. Rồi rồi. Thế thì là từ hôm đó trở đi là không thấy liên lạc gì nữa. Là mỗi hôm đầu từ đến hôm đấy là không thấy liên lạc, là từ mỗi ngày hôm đấy rồi Rồi rồi, là không thấy ok. liên lạc. Thế là ok, vậy thì hôm nay anh lên đây là với tinh thần là báo cáo tình hình là người ta không liên lạc lại với anh nữa. Đúng Anh còn rồi, vấn đề gì thêm không? thì muốn ra đây để trình báo để mình muốn gửi lại cái số tiền này, ví dụ là để ví dụ như không ấy thì để gần bên công an cứu hộ làm thủ tục, mình không muốn giữ. À, thế nhưng mà tức là Đây họ là mình làm cái đơn này rồi, nhưng mà giờ mình muốn ra mình làm cái giấy xác nhận. Đấy. ừ. Thế nhưng mà thực tế trong tài khoản anh có số tiền này không? Có kiểm tra là có số tiền này. À, kiểu cho có số tiền này. Của con này anh, đúng Có không? con đúng không? Ừ. Nếu mà về tình hình này ấy, thì hay là chia sẻ với anh là anh cứ yêu cầu người ta, thứ nhất là người ta đến ngân hàng nhé. Ngân hàng, cái ngân hàng mà người ta đã chuyển nhầm ấy nhé, thì người ta sẽ làm gọi là sao kê tài khoản để trích lục cái vấn đề tài khoản đó, rồi sau đó thì ngân hàng sẽ là người liên hệ với lực lượng công an. Đấy, anh không cần phải chuyển lại ngay và luôn, nhưng anh có thông báo này là chuẩn rồi. Nhưng mà cái quan trọng đây là anh sẽ phải làm việc với cả, nếu như có ngân hàng về làm việc này và cái người đó về đây làm việc thì phải ra trực tiếp ngân hàng. Ngân hàng sẽ là nơi, sẽ là người mà làm cái lệnh hủy cái khoản chuyển tiền này. Đấy, bởi vì là chính bản thân tôi đã từng bị như vậy rồi, chuyển nhầm tiền và đã được phía bên ngân hàng người ta chuyển lại cho tôi số tiền nhiều hơn này cơ, gần 400 triệu cơ. Đấy, nên là cái tình hình cái việc này của anh thì là nó, nếu nó có số tiền vào tài khoản anh thật nhá, thì anh cứ để nguyên này. Đấy, để người ta sẽ trực tiếp ra, nhưng anh lưu ý này, không được tiêu số tiền này nhá. Rồi. Nếu anh tiêu số tiền này thì anh là vi phạm pháp luật đấy, bởi vì đây là công nhiên chiếm đoạt tài sản đấy nhá. Đây là thực tế là như vậy nhá. Ok, được rồi, tinh thần như thế nhá, sẽ chờ người ta, sẽ tự người ta chủ động, người ta đến lên ngân hàng làm việc nhá. Rồi. Số điện thoại của người ta anh còn đúng không? Vẫn còn. Ừ. Nếu vậy thì anh có thể, mình là người tốt mà, thì mình có thể liên lạc lại với, sắp xếp đi để mà làm nhá. Rồi. Ok, sắp xếp đến ngân hàng để mà làm nhá. Đây là một video thực tế và nó không hề đơn giản một chút nào. Anh em mình sẽ nhìn nhận một góc độ cực kỳ là cẩn thận này. Sẽ có hai trường hợp xảy ra, chúng ta sẽ gọi X là người chuyển khoản nhầm, A là người nhận được tiền nhá. Thì trường hợp số 1, X là người thật việc thật, không may chuyển nhầm thật và X chuyển cho A, X đang nhờ A chuyển lại. Nhưng tuy nhiên, không bao giờ A được quyền chuyển lại. Chúng ta phải làm rõ là gì? Ngân hàng mới là nơi để mà X đến làm việc. X đến ngân hàng, khai báo ngân hàng và ngân hàng phối hợp với cơ quan chức năng để chuyển cắt phần tiền nhá mà đã chuyển nhầm đó về lại cho X bình thường. Đó là nguyên lý. Nhớ này, A không bao giờ được chuyển tiền trong trường hợp này. Trường hợp thứ hai, X và A vẫn như vậy, nhưng lúc này tên X này chuyển cho A chủ động. Rồi sau đó X báo cho A là anh ơi, anh chuyển lại tiền cho em, chuyển trở về cho tài khoản Y. Y nhá, không phải X nữa. Và lúc này nếu như người A cả tin chuyển về cho Y thì câu chuyện là gì? Câu chuyện là có bất ngờ xuất hiện một ông Z. Ông Z này xuất hiện ở giai đoạn ngay lúc đó hoặc là sau đó một vài tháng, thông báo rằng là gì? A ơi, tôi chuyển khoản nhầm cho anh và bây giờ anh phải chuyển trả lại tiền cho tôi. Thì A bảo là không, tôi chuyển tài khoản về cho Y theo yêu cầu của X rồi. Thì Z sẽ báo là gì? Không, tôi không liên quan. Tôi chỉ cần biết là tôi chuyển khoản nhầm và anh chuyển đi cho ai, đây là việc của anh, tôi không thể nào mà làm điều đó được. Và nếu như không chịu trả tôi thì tôi sẽ khai báo cơ quan công an.
và anh sẽ phạm tội là công nhiên chiếm đoạt tài sản. Rõ ràng là phạm tội đấy, không phải sai lệch gì đâu nhé. Tình trạng mà lừa đảo qua mạng hiện tại đang rất là nhiều. Mình phải chia sẻ với mọi người để hiểu được rõ bản chất của sự việc nhé. Là những người mà đang đi lừa đảo mọi người ấy, nhiều khi họ cũng có thể là nạn nhân của một vụ lừa đảo khác. Đấy, mình chia sẻ thật sự vì họ đang bị ép phải làm điều đó ở tại Campuchia hoặc tại Philippines. Và việc này đã được kiểm chứng bởi cơ quan chức năng, nhưng hiện tại chưa có giải pháp nào để xử lý cũng như là đưa những người đó trở về với cả Việt Nam. Có rất nhiều vấn đề khúc mắc ở tại đây. Thế còn mình muốn chia sẻ một điều này này. Tất cả những người nào, những kẻ nào đã và đang làm việc lừa đảo, có suy nghĩ việc lừa đảo, những kẻ đó hãy nghe này. Hiện nay thì việc mà các người đang đi lừa đảo ấy, có thể là kiếm được cho các người một chút tiền đó, hoặc có thể giải quyết cho những các người việc ở trước mắt đấy. Thế nhưng các người hiểu này, bố mẹ, ông bà, tổ tiên, gia đình của các người khi mà sinh các người ra thì sẽ nghĩ thế nào? Chào đón một sinh linh mới, một niềm tự hào đúng không? Nhưng các người đi lừa đảo như vậy thì mọi người, ông bà, tổ tiên, bố mẹ của các người sẽ cảm thấy như thế nào? Có thất vọng không? Có cảm thấy tiếc nuối khi mà đã sinh ra một con người như vậy hay không? Và rồi tới đây, khi các người tiếp tục sinh ra thế hệ tiếp theo là con là cháu của các người, mà con cháu các người biết rằng các người lừa đảo, các người là những kẻ dối trá và lừa đảo, làm hại người khác, thì sao? Các người có dám nói với các con, các cháu của mình là gì? Ngày xưa ta đã phải đi lừa đảo được, lấy được đồng tiền mồ hôi nước mắt của người khác để rồi nuôi con cháu của các người à? Để mua sữa cho con cháu của các người à? Nên nhắc được các người nhớ này, sống lại đi, dù thế nào chăng nữa đừng lừa đảo như vậy. Nghiệp quật đấy,